Ngày 31 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ một xe ô tô cùng 11.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 30 tháng 10, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Bình Dương đi tuần tra, kiểm soát trên đường Mỹ Phước Tân dạng đoạn qua phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Toàn bộ số thuốc lá lậu cùng chiếc xe 7 chỗ tại cơ quan công an. Lúc này, tổ tuần tra phát hiện xe ô tô biển số 70A9308 do lái xe Đặng Tấn Lực 34 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh điều khiển hướng từ Bình Dương đi Đồng Nai chạy với vận tốc cao, có biểu thị nghi vấn. Lực lượng cảnh sát giao thông liền ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe Lực không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe bỏ chạy. Tiến hành truy đuổi nhiều trên đường, lực lượng cảnh sát giao thông đã đuổi kịp, chặn trước đầu xe, đòi hỏi lái xe xuống làm việc. Qua kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện trên xe đang chở 11.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập hiệu Z, Hero không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tại cơ quan công an, Lực cho biết đã mua số thuốc lá trên từ tỉnh Tây Ninh chở về Đồng Nai để tiêu thụ. Hiện công an thành phố Thủ Dầu Một đang tạm giữ phương tiện cùng cục bộ số thuốc lá trên để điều tra xử lý theo lao lý của pháp luật.